liệu Tachibana có ổn không? Cho đến bây giờ thì ổn, hãy giữ chuyện này im lặng thôi nhé, vì sếp tôi đã bị bắn vào thận được một năm rồi. Ngay cả trong công ty bất động sản Tachibana thì tôi là người duy nhất biết đến chuyện này. Vậy anh ấy bị ốm sao? Trước khi anh ấy mất bàn tay đó, anh ấy đã bị mất máu quá nhiều, phải chờ quá lâu để được truyền máu. Vậy là từ lúc đó thận của anh ấy không còn hoạt động được nữa. Và công việc đó là do đối thủ gây ra, giang hồ Trung Quốc. Tôi cũng đảm bảo tôi trả lại họ cái giá còn tệ hơn việc họ đã gây ra rồi. Nghe có vẻ không hẳn là thế giới của người kinh doanh khởi nghiệp nhỉ? Đó là khoảng thời gian lâu rồi. Chúng tôi lúc đó không phải là một công ty địa ốc, chỉ là một nhóm những người du côn. Kể từ đó, anh ấy luôn cần phải lọc máu mỗi ngày. Nếu mà anh ấy không làm thế thì anh ấy sẽ đứt. Tachibana chọn đối chọi với gia tộc Toyo bằng thân thể như thế á? Nếu anh ấy đủ sức khỏe, anh ấy đã xong công việc đó lâu rồi, chỉ còn đúng một bàn tay, không có ý định nói ghẹo gì cả. Quý thật, nếu anh ấy có hai quả thận, anh ấy chả cần công ty bất động sản, hoặc anh và tôi. Vậy thì, bước tiếp theo của chúng ta là gì? Tất cả mọi thứ cứ gác lại cho đến khi sếp tỉnh lại. Thư giãn đi, đây là một nơi ở Kamurocho mà gia tộc Toyo không thể xâm phạm vào. Nó gọi là châu Á nhỏ, nghe thấy bao giờ chưa? Châu Á nhỏ? Nó là nơi những người châu Á nhập cư tại thành phố này. Họ tạo thành một địa bàn, một địa điểm hoàn hảo để trốn khỏi gia tộc Dojima. Bọn anh có cả một khu vực tự quản như này á? Tất nhiên, sếp và tôi, tất cả chúng tôi ở đây không ai là người Nhật Bản. Là sao? Chúng tôi cựu giang hồ Trung Quốc sống tại Nhật Bản, mọi bệnh viện đều ở dưới đất, một vài người trong chúng tôi còn có cả giấy chứng nhận bác sĩ. Cựu giang hồ nghỉ hưu, cái này mới đối với tôi. Nó không giống như là tôi đã cố giữ mãi bí mật này. Lý do duy nhất mà Tachibana kiểm soát địa ốc là để gia tộc Toyo tránh xa khỏi đây càng lâu càng tốt, vì nơi này, châu Á nhỏ, là vùng đất thánh. Mọi cửa hàng ở đây đều phải trả tiền bảo kê cho giang hồ, và như vậy những khu ổ chuột nhỏ ở đây mới có thể được tồn tại. Và đến khi nào mà họ vẫn còn giữ được nơi này, thì gia tộc Toyo sẽ coi như mù, vì đó là thỏa thuận giữa hai bên. Ừ, nhưng không phải chúng ta đến đây để có thể vượt qua họ à? Nếu mà họ biết, thì gia tộc Toyo có đến nơi này không? Tôi không nghi ngờ điều đó, nhưng chúng tôi đã trả tiền cho người hoạt động khu này đủ để bù lại rủi ro nếu có. Là ai đấy? À, anh ta làm việc cho cái gã tôi vừa đề cập đến. Ông Chen muốn gặp anh, mang theo cả thằng Nhật Bản nhé. Được rồi. Có vấn đề gì à? Chúng ta phải đi nói chuyện gì đã xảy ra với anh cho ông sếp ở khu này. Tôi phải thừa nhận, nghe có vẻ không phải ông ấy muốn anh gia nhập vào buổi tiệc. Ông ấy ở nhà hàng Trung Quốc gần đây, anh sẽ đi với tôi, đi thôi. Được rồi, đi gặp người đàn ông lớn nào, và đừng có đi linh tinh xung quanh đây nhé. Dân ở đây họ cực kỳ thân thiện đấy. Sẵn sàng chưa? Bên ngoài châu Á nhỏ, cả thành phố này đầy dãy người của gia tộc Dojima. Chúng ta sẽ an toàn khi ở trong này. Dù sao cũng phải đến và nói rõ với ông chủ ở đây, chỉ là thủ tục nhàm chán thôi ý mà. Mong là thế. Ê Oda, công ty của anh đã nghĩ cái quái gì thế? Tại sao bọn anh lại giúp đỡ giang hồ Nhật Bản vậy? Nó phức tạp lắm, hiểu chứ? Anh ta không có chỗ nào để trốn cả. Ông Chen ghét bọn giang hồ Nhật.
anh biết điều đó mà. Anh có nghe tôi nói gì không đấy, Oda? Vì thế nên tôi mới đang trên đường đi làm việc với ông ấy đây. Để tôi yên. Đừng có đầu cờ như vậy chứ, Oda. Anh và cái gã Tachibana cứ nghĩ là dùng tiền để mua hết mọi thứ ở đây, nhưng không phải thế đâu. À, cậu đây rồi. Hãy cố gắng bắt kịp tôi nhé. Chuyện gì đó, Oda? Đừng có lo về điều đấy. Anh ấy nói là châu Á nhỏ chào mừng bằng một vòng tay rộng lớn. Tôi chỉ đang diễn giải thôi. Ừ, tôi cũng nghĩ vậy. À, và còn một điều nữa. Hãy để tôi nói chuyện thôi nhé. Lần trước chúng tôi cần thì anh lại nói toàn những điều sai. Vì vậy hãy cứ để tôi được chứ. Ừ, tôi hiểu rồi. Đến nơi rồi, đi vào trong đi. Ông Chen, đây là vị khách người Nhật của chúng ta. Ông có phiền không nếu chúng ta nói chuyện bằng tiếng Nhật không? Chen San đây là người quản lý cả khu châu Á nhỏ, còn Chen San đây là Kazuma Kiryu, đúng chứ? Trước kia hoạt động tại gia đình Dojima nhỉ? Chen San là một trong ba người lớn tuổi dẫn dắt những người Trung Quốc nhập cư tại Nhật Bản. Mối quan hệ ông ấy có chính là một phần để cập nhật thông tin cho công ty bất động sản Tachibana. Tôi nghĩ chắc đây là lần đầu tiên anh đến châu Á nhỏ phải chứ? Đây là khu chật trội, công trình xuống cấp. Tôi xin lỗi vì chúng tôi không thể làm gì nhiều để đón tiếp khách tới chơi. Trái ngược với vẻ ngoài, chúng tôi luôn hiểu phải đứng lên bằng đôi chân của mình một cách công bằng nhất đối với giang hồ tại Kamurocho này. Cho đến khi sếp của anh, Sohei Dojima và Shintaro Kayama tới đây phá hỏng sự cân bằng của lực lượng. Đổ máu rất nhiều và nhuộm đỏ ngày hôm đấy, phụ nữ và trẻ nhỏ thì bị giết thịt. Đến cuối cùng, chúng tôi là bọn phải trốn xuống lòng đất. Đó là trước khi cả Kiryu gia nhập vào gia đình Dojima. Tôi hiểu điều đó là hiển nhiên rồi, chỉ là muốn một cuộc nói chuyện nhỏ thôi. Cho tôi xin lỗi, thưa ngài. Kể từ đó, chúng tôi đã phải đến chỗ rách nát này để nhìn thấy thời thế thay đổi, mang lại sự giàu có cho người Nhật ra sao. Còn chúng tôi thì phải vẫn phải ở xung quanh cái khu ổ chuột này. Vì thế nên, Oda à, tôi không thể tiếp nhận vị khách này ở lại châu Á nhỏ được. Anh ta bị theo đuổi bởi gia đình Dojima và cả cảnh sát. Nếu mà giấu anh ta ở đây thì sẽ là một thảm họa cho chúng tôi. Tôi và sếp cũng là những kẻ đào tẩu khỏi gia tộc Toyo mà. Châu Á nhỏ không quay lưng lại với bọn anh, nhưng Kiryu thì là giang hồ Nhật Bản. Với cả, công ty bất động sản Tachibana không nói trước về việc anh ta sẽ tới đây. Đây là trường hợp khẩn cấp. Thưa ngài, chúng tôi không có sự lựa chọn khác. Nếu chúng tôi bỏ Kiryu ngoài kia, anh ấy sẽ bị gia đình Dojima chết mất. Sự thật đáng buồn rằng điều đó cũng không gây ra sự bất tiện nào cho chúng tôi. Làm ơn hãy suy nghĩ lại điều đó, thưa ngài. Công ty chúng tôi đã đóng góp khoản rất lớn để giữ châu Á nhỏ được tồn tại. Chúng tôi rất kính trọng quan hệ đối tác cùng có lợi giữa chúng ta cho đến nay. Tôi mong nhiều năm thiện chí như vậy xứng đáng có được ân huệ này. Quan hệ đối tác cùng có lợi như anh nói, chúng tôi đã cung cấp lại cho anh thông tin tương đương với giá mà bọn anh đã trả. Vậy nên chúng tôi chả nợ nần ân huệ gì với bọn anh cả. Tất nhiên, tôi hiểu điều đó. Vậy chúng tôi sẽ trả ông thêm một khoản phí coi như là cho dịch vụ. Anh nhìn mặt tôi đi. Anh có nhìn thấy chữ trao bán trên mặt không? Không phải vì tiền thì ông muốn cái gì? Cứ nói cho tôi nghe đi. Đủ rồi. Không có cuộc thương lượng nào mà không cần có sự lịch sự cả, Oda-san. Sếp Tachibana, anh đã tỉnh rồi à?
Chen-san, tôi xin lỗi ông về sự bất tiện này. Oda, ông Chen-san là một người không dễ dàng thay đổi quyết định. Khi ông ấy đã quyết rồi, chúng ta là khách tại châu Á nhỏ, và chúng ta phải chấp nhận điều đó. Chúng ta không thể để Kiryu ẩn nấp ở đây. Nhưng sếp, Oda, đủ rồi, ông ấy đã lựa chọn quyết định rõ ràng rồi, tôi sẽ phải đi tìm một nơi khác. Này, hay làm một cốc trà đá trước khi đi thì sao? Anh vẫn là khách của tôi cho đến lúc anh xong. Không, cảm ơn, tôi không muốn phiền ông nữa. Tôi xin lỗi Kiryu, tôi đã đánh giá quá thấp về việc Chen-san sợ gia đình nhà Dojima ra sao. Tôi có nhớ ông Kazama đã bảo tôi một lần về chuyện này, gia đình lớn mạnh lên là nhờ lấy được sân cỏ của người nước ngoài sinh sống tại đây. Ông ấy nói rằng sự việc ấy rất là tàn nhẫn. Đúng, đó là sự việc trước khi bọn tôi đến Kamurocho. Tôi đoán đó là lý do tại sao Chen-san lại có một vết cắt sâu vì điều đó đến thế. Thôi không sao, tôi sẽ rời khỏi đây. Hãy liên lạc với tôi khi anh có thể. Nếu không phải ở đây, tôi xin đề nghị anh hãy đến tạm chỗ trú ẩn tại công viên phía tây thành phố. Tôi cũng sợ nơi này cũng không an toàn nếu anh ở đây. Công viên phía tây, những người vô gia cư thường tập trung ở đó. Nó sẽ là một vỏ bọc ngụy trang tốt để tránh tầm mắt của người nhà Dojima. Được thôi, nhưng tôi cảm thấy rằng tôi cứ trốn tránh thế này thì anh có làm được việc với mảnh đất trống đấy không? Kế hoạch là phải tìm ra được người chủ sở hữu mảnh đó, phải không? Đúng vậy, tôi sẽ nói chuyện này thêm vào lúc khác. Giờ anh hãy cứ đến công viên phía tây và hãy ở ẩn một đêm ở đó đi. Tôi sẽ đến tìm anh vào ngày mai. Không nghĩ rằng tôi sẽ phải ngủ ở bên ngoài trong thời tiết lạnh thế này. Tôi cũng chả biết nói sao. Quan tâm thì muốn tham gia cùng tôi không? Nếu hai chúng ta mà đi cùng nhau thì sẽ dẫn đến những sự chú ý không đáng có. Với cả tôi phải chuẩn bị vài thứ cho ngày mai nữa. Chuẩn bị? Cho cái gì? Không có gì quá phức tạp đâu. Tôi hiểu rồi, vậy tôi sẽ gặp anh vào ngày mai à? Đúng vậy, cho đến lúc đó, hãy làm bất cứ thứ gì để tránh tầm mắt của gia đình nhà Dojima nhé. Hiểu rồi. Tachibana bảo mình hãy đến công viên phía tây, mình cũng chả còn chỗ nào để đi, và bọn châu Á nhỏ thì không nhận mình. Mình nghĩ mình sẽ nhận lời khuyên này từ Tachibana.電話するよ。
Đây là công viên phía Tây, mong là có chỗ nào đó cho mình ngủ tại đây. Ồ, đó là anh. Hứ. Cái gì anh quên tôi rồi á? Anh nhớ là đã mua bọn tôi đồ uống vào lúc trước ấy. Chúng tôi là người bảo anh chỗ mấy gã Tachibana ý. À, anh là gã ở công viên công cộng số 3. Đúng vậy, nhớ chứ. Thứ gì mang anh tới đây? Tôi mất nhà rồi, giống như anh ấy. Thật á, mừng anh vào câu lạc bộ. Cảm ơn, mà anh biết chỗ nào tôi có thể ngủ lại không? Ấm cúng một chút, tôi không kén đâu. Được chứ, đến chỗ tôi đi, đừng có làm việc gì buồn cười nhé. Tôi không phải loại người đó. Anh hài hước thật đấy. Ha ha, xin lỗi. Thôi qua chỗ tôi đi, dưới tấm bạt màu xanh, hãy tự nhiên như ở nhà nhé. Chỉ cho anh thôi, và 100.000 cho một đêm nghe ổn chứ? Hả? Tôi đùa ý mà, hãy mua cho tôi một chút đồ uống vào lần tới là được rồi. Tôi rất là cảm kích, cảm ơn. Không thành vấn đề. Đây chắc là nơi ông ấy nhắc tới. Mình nghĩ ít ra nó sẽ giữ mình không rét đến chết. Mình nên đi nghỉ ngơi thôi. Biến đi thằng rác rưởi, mày làm thối chỗ này lên đấy. Gì đấy? Ê, dậy đi. Gì thế? Tức thật là bọn chúng. Gia đình Dojima à? Dojima gì? Anh nói gì thế? Đây là bọn săn đuổi người vô gia cư. Vô, chúng ta còn có hai tên ở đây nữa này. Ê, thằng đần này ăn mặc khác nhỉ, nhìn không giống người lang thang lắm. Quan tâm làm gì? Tên đó mà ở đây thì cũng chỉ là rác thôi. Chạy à? Dừng lại đi. Mày ra lệnh cho ai đấy? Thằng già rắm, mày phải nói là dừng lại thưa ngài chứ. Thằng lòn. Tức thật, mày đã làm điều dại dột đấy. Nghiêm trọng đến thế này thì mày phải nằm viện đến ngày ra rồi đấy. Còn bọn mày thì là lũ thất bại, bọn nhóc con. Anh nói đúng đấy, bọn tôi chỉ là trẻ con. Trẻ vị thành niên hoàn toàn hợp pháp. Bọn tôi có thể giết người mà chả bị gì hết. Bọn mày nghĩ nhà tù là nơi chịu sự trừng phạt tệ nhất ngoài kia à? Chúng mày còn phải học hỏi nhiều hơn về thế giới ngoài kia đấy. Ô, mày nói phép ghê đấy. Khi mày muốn đi trước không? Thằng mặt lỗ mày đánh tao, mang cái sọ nó về nhà nào.
đúng kế hoạch rồi. Băm thằng thích chỏ mũi vào chuyện người khác đi. Điều tao muốn nhất lúc này là thằng này chết. Thôi thôi, chuyện quái gì thế anh bạn? Anh đang đùa tôi đấy à? Này dừng lại đi, anh nghĩ là anh sẽ thoát khỏi việc này sao? Chính xác là thoát khỏi ai? Thôi được rồi, tôi xin lỗi được chưa? Tôi thực sự xin lỗi, hãy để tôi đi, làm ơn. Mày gọi đấy là một lời xin lỗi à? Với cả, mày nói câu đấy với nhầm người rồi. Này, cái này của cậu đúng không? Cậu muốn dùng cái này để tách đôi đầu tôi ra, vậy nên tôi đoán nó là của cậu nhỉ? Đừng, tránh xa tao ra thằng dị hợm. Im mồm, mọi người đang cố ngủ, nói nhỏ thôi. Cảm ơn anh, tôi sống được là nhờ có anh ở đây. Bọn trẻ đó đã hành hạ bạn của tôi rất lâu rồi. Bọn nhãi ranh khốn khiếp, mong là bọn chúng đừng đến đây nữa. Tôi cũng mong thế. À phải, tôi vẫn chưa biết tên anh. Anh bạn? Tôi tên là Kiryu. Kiryu-san, tôi nhớ rồi, tôi cũng đoán là như thế. Tôi đã nghe tên đó rất nhiều dạo gần đây. Đó là người mà bọn Dojima đang tìm anh khắp thành phố này. Đừng có lo ha ha, chả có người nào ở đây bán đứng anh đâu. Không có chuyện đó xảy ra sau tối nay. Chúng tôi hiểu cách trả nợ một cách nghiêm túc là thế nào. He, rất vui được nghe điều đó. Kiryu, anh có khách đấy, hắn bảo là đang tìm gặp anh. Khách hả? Có phải ở gia đình Dojima không? Không, anh ấy nói ở công ty địa ốc Tachibana. Tôi bảo là tôi không bao giờ nghe đến anh cả. Phòng trường hợp xấu. Tuyệt, cảm ơn anh. Giờ anh ta ở đâu? Xe ô tô của anh ta đổ ở ngay lối vào công viên. Kiểm tra đi, nếu anh quan tâm. Tachibana bảo là đến vì mình nên qua đó xem sao. Chào Kiryu-kun. Oda, cái gì thế anh chở tôi đi đâu à? Có vẻ là vậy, anh ngủ có ngon vào đêm qua không? Có bị cảm lạnh không?
Ổn, ít ra tôi có một mái nhà trên đầu mình, vậy Tachibana đâu? Sếp đang đợi anh ở nơi rất đặc biệt. Đặc biệt là đâu? Nó là nơi rất quen thuộc với anh, thực sự là thế, nhưng tôi sẽ không phun ra điều bất ngờ này đâu. Nếu anh sẵn sàng rồi, thì nhảy lên xe đi, ổn để đi chứ. Được, đi thôi. Tốt, chúng ta lăn thôi nào. Có vẻ là không ai theo sau chúng ta, ít ra cho đến tận bây giờ. Sau khi dành thời gian một đêm tại cái lều bạc ở công viên, tôi cảm thấy tôi xứng đáng được một chút sự thanh bình. Vậy chúng ta sẽ đi đâu? Các anh tìm được chỗ trú mới à? Không hẳn thế đâu, nhưng khi nào người gia đình nhà Dojima còn loanh quanh khắp Kamurocho, thì chả có chỗ nào trong thành phố đó anh có thể ở trốn quá lâu đâu. Vậy nên sếp đã quyết định là mình nên chủ động và làm theo cách của anh ta để có thể đóng lại toàn bộ cuộc điều tra này. Và bước đi đó là gì? Anh ấy đang ở một nơi rất quen thuộc như tôi đã bảo, và chúng ta đến đó để gặp anh ta. Sao anh không cứ nói điều đó với tôi đi? Không cần phải làm điều đó, vì anh sẽ thấy điều hiển nhiên đó sớm thôi. Nơi này á, anh đùa à? Cuối cùng thì cũng nhận ra à? Trụ sở chính của gia tộc Toyo. Anh điên à, Oda? Ông chủ đang ở bên trong đó, thương lượng với Toyo để cứu được cái mạng của anh đấy. Anh ấy bảo đây là cách duy nhất để trói tay nhà Dojima. Phải có một cuộc thương lượng cao hơn nhà Dojima. Khoan đã, không phải gia tộc Toyo muốn kết thúc công ty bất động sản Tachibana sao? Tachibana, tôi và anh cả ba người sẽ đều chết mất. Bọn anh đang nghĩ cái gì thế? Anh nghĩ là sếp không biết chuyện đấy à? Ngay cả thế, luôn luôn có cách để thương lượng. Đây là điểm dừng của anh. Bọn họ sẽ đưa anh tới nơi sếp đang ở đó. Tôi vẫn phải nói rằng điều này thật điên rồ. Anh ấy sẽ không đến đây nếu anh ấy không đủ tự tin. Anh ấy biết đây là một ván bạc mạo hiểm. Nhưng mọi cuộc thỏa thuận làm ăn đều có rủi ro. Với cả anh là nhân viên của công ty Tachibana mà. Im mồm và tin sếp đi. Lần sau, hãy bảo với tôi trước khi chúng ta làm chuyện này nhé. Đi và làm phần việc của anh đi, Kiryu-kun. Tôi đây. Tôi cho rằng anh đã biết đây là chủ tịch thứ hai của gia tộc Toyo, Nihara-san, người có thẩm quyền cao nhất của tổ chức giang hồ Nhật Bản. Vậy anh là Kiryu. Tôi nhìn vào mắt anh, nó lại nhắc tôi nhớ về Kazama lúc ông ta còn trẻ. Takashi Nihara, chủ tịch thứ hai của thị tộc Toyo.
Hãy ngồi bất cứ chỗ nào anh thích. Không, thưa ngài, tôi sẽ đứng. Tùy anh, chúng ta bắt đầu nhé. Như tôi đã nói lúc trước, mục tiêu của công ty tôi và gia tộc Toyo là cùng tồn tại một cách hòa bình tại Kamurocho. Chúng tôi chào đón tất cả mọi người nếu họ muốn đến Kamurocho. Đó là một phần động lớn của tại sao thành phố đó lại phát triển như bây giờ. Nhưng mà những người không sợ gia tộc Toyo là điều duy nhất không thể chấp nhận. Việc kinh doanh của anh bây giờ thì đang vi phạm luật duy nhất một điều luật đó. Tôi đảm bảo với ông rằng tôi hiểu chính xác gia tộc Toyo đáng sợ như thế nào. Lời khẩn cầu được gặp ông hôm nay là để thể hiện sự kính trọng ông bằng vật liệu hình thức. Vậy anh đến đây với một món quà, đúng không? Đúng vậy, và chúng tôi mong ông nghe một lời thỉnh cầu từ bọn tôi, chủ tịch. Nói ra đi. Làm ơn hãy lệnh với tư cách chủ tịch của gia tộc Toyo để hướng dẫn gia đình nhà Dojima đừng theo đuổi Kiryu thêm nữa. Miharasan, tôi không biết ông thông tin này có đến tai ông không, nhưng gia đình nhà Dojima đang lên lúc giết Kiryu. Dojima không phải là ngu, nếu mà thằng nhóc này bị săn đuổi thì cậu ta đã làm điều gì đó để đáng nhận điều đấy. Gia đình Dojima đang ép Kiryu để có thể bắt được tôi. Bởi vì tôi đã có chìa khóa thông tin cần thiết cho mảnh đất trống đó trong tay. Mảnh đất trống, tôi hiểu rồi. Dojima đủ khả năng để thuê một người ngoại để đánh bại cậu ta nhằm thực hiện âm mưu. Và dự án đó sẽ tạo lợi nhuận mang về cho gia tộc Toyo. Vậy nên tôi không có lý do gì để giúp anh cả. Tôi có thể chuyển chủ đề một chút được chứ? Có đúng rằng gia đình Dojima là gia đình kiếm tiền nhiều nhất gia tộc không? Và theo tôi hiểu thì không một ai cả, ngay cả trụ sở chính của gia tộc nhà Toyo, có thể bằng được sức mạnh trong phe phái của Dojima, ngay cả ông, chủ tịch. Dojima là chi tộc chiếm phần nhiều nhất trong gia tộc. Anh ta là một cấp dưới có năng lực và trung thành. Và anh ta cũng là người kế nhiệm đáng tin cậy nhất để làm chủ tịch Toyo hiện tại. Và nếu điều đó xảy ra thì Shohei Dojima sẽ trở thành chủ tịch thứ ba của gia tộc trong tương lai. Và như thế thì sao? Vậy nếu như nhà Dojima thành công có được mảnh đất trống đó, nó sẽ giúp anh ta trở nên tuyệt vời hơn trong sự giàu có và tầm ảnh hưởng. Nó sẽ là chắc chắn có một cuộc nổi dậy chuyên quyền trong gia tộc Toyo. Người đàn ông đó hiếm khi nhớ đến việc kính trên với những người bề trên của anh ta. Nói thẳng ra là sau bao năm ông trèo lên được đến đây sẽ chỉ được trả lại bằng việc được nghỉ hưu trong sự bất lực và bị lãng quên. Anh vừa thốt cái gì đấy? Tachibana Miharasan, ông phải dừng việc cho phép Dojima có được mảnh đất trống đó. Nếu như một chi tộc còn lớn mạnh hơn cả một gia tộc trên nó, thì cả gia tộc Toyo phải trải qua một sự thay đổi mạnh mẽ đấy. Sự phát triển dự án của nhà Dojima là một mảnh ghép lớn trong việc kinh doanh, và gia tộc Toyo đã nhìn thấy một khoản lợi nhuận khổng lồ từ việc đó. Thế thôi, không có chuyện gì thay đổi cả. Tất cả mọi người đều bị mù lòa bởi suy nghĩ ngắn hạn đó. Không thể điều hành cả một tổ chức lớn như thế được đâu, lại còn với tư cách là chủ tịch tạm thời. Anh cần học lại cách chọn từ để nói đấy, chàng trai. Hình như là món quà tôi mang đến đã tới. Cho nó vào.
500 triệu. Làm ơn hãy nhận khoản này để tha cho mạng sống của Kiryu. 500 triệu sao? Đó là lời thỉnh cầu. Và sẽ có thêm 500 triệu nữa sau khi tôi xác nhận người bên Dojima đã ngừng lại. Hơn nữa, tôi đề nghị thêm 30% lợi nhuận của chúng tôi tại thành phố Kamurocho được biếu cho trụ sở chính gia tộc nhà Toyo. Một thằng giang hồ thất bại như thế mà anh sẵn sàng trả 1 tỷ yên sao? Anh có nghĩ anh ta xứng đáng đến mức độ đó không? Đó chỉ là một khoản nhỏ, tôi có thể dễ dàng kiếm lại. Nhưng một người bạn thực sự thì rất khó để có thể có được. Tôi xin thêm một việc nữa. Tôi yêu cầu ông hãy để Kiryu hỗ trợ giải phóng mảnh đất trống đó. Anh chắc chắn muốn giữ lại cậu bé này với thiện chí rất cao đấy. Vậy giờ ông sẽ nói sao, Nihara? Ông tất nhiên cũng có lựa chọn là đề nghị đưa cái đầu của chúng tôi đến nhà Dojima. Và tôi không nghĩ rằng ông sẽ kiếm được nhiều tiền hơn từ hắn sau việc bọn tôi mất đầu, ngay cả vào bây giờ hoặc trong tương lai. Nhưng nếu chúng tôi có thể tham gia trợ giúp ông trong vấn đề này, thì chúng tôi đảm bảo được rằng Dojima đã nghe theo lời ông nói là trung thành tới chết. Nếu tôi có thể đề nghị một lựa chọn, thì Dojima hợp với việc chỉ nên làm trưởng chi tộc hơn là lãnh đạo các chi tộc khác. Tôi hiểu, có vẻ danh tiếng của anh đáng gờm đấy. Anh rất biết làm sao để ngán chân giang hồ và biết cách để sử dụng đồng tiền. Cả cách mà Dojima lại quá tải đến thế. Ông thực sự rất dễ mến đấy ạ. Anh kia, hãy gửi lời đến nhà Dojima. Kazuma Kiryu đã thuộc sở hữu của trụ sở chính nhà Toyo rồi. Bảo anh ta bỏ cái tay khỏi đấy ra. Tôi cảm kích khi ông đã dành thời gian thưa chủ tịch đời hai. Kazuma đã từng ở tuổi của anh. Anh có biết ông ấy là từng là loại giang hồ gì không? Không thưa ông, tôi không biết. Chỉ có một từ thôi, vô song. Mạnh và chả sợ điều gì. Ngay cả khi tôi có cố định nghĩa sự dũng cảm của ông ấy ra sao, thì ông ta lại khẳng định lại là làm đàn ông phải thế nào. Nếu tôi có thể quay trở lại và mua ông ta với giá cả tỷ yên, tôi sẽ làm việc đó bằng cả trái tim. Vậy anh có đáng tới cả tỷ yên như thế không? Tôi mong chờ được biết điều đó. Tôi đoán là tiền của anh không mua được nốt lối đi ra khỏi cửa rồi. Tôi mong chờ một lời nói thất bại trong cuộc thương lượng hơn là phải thế này. Giang hồ luôn biết cách làm mọi thứ thú vị hơn. Vậy có nghĩa là bọn họ đâm chúng ta sau lưng à? Không phải vậy. Vậy đó là vì gì? Đó chỉ là công việc đã được giải quyết xong thôi, nhưng vẫn còn những thủ tục khác nữa. Chúng ta cần phải bước vào cái mớ này. Và tôi nghĩ đây là cam kết giữ vững cuộc thương lượng. Vậy đó là ý của ông ấy. Bước vào một mớ hỗn độn. Điều đó thật điên rồ. Chúng ta đang ở giữa trụ sở của Toyo đấy. Điên hay không thì đây là cách giang hồ làm việc. Oda, anh hãy đi cùng ta Chibana.
Má, tôi làm việc đấy ngay đây. Chiến nào? Có vẻ Tachibana và Oda đã ra được rồi. Kikibu, anh ổn chứ? Phải, có vẻ các anh cũng ổn. Đúng vậy, tôi đã có Oda bên cạnh trong tim rồi. À, chúng ta phải quên chuyện bước ra cửa trước đi. Bọn khốn đấy đang tuyển rất nhiều người để chống lại ba chúng ta đấy.
Sao anh lại bất ngờ thế? Chúng ta đều biết đến đây sẽ có rủi ro mà. Vâng đúng, nhưng mà chúng ta đã cùng nhau vượt qua những cơn bão tồi tệ hơn mà đừng có lo. Và chúng ta có cả TVU hôm nay, nó không có vẻ là không có gì là không thể. Tachibana. Hù, tôi quên mất. Được rồi, chúng ta làm việc này thôi. Không thể để thằng đầu cờ đấy nhìn chỉ mình thắng là quan trọng ở đây. Được rồi, hãy đi đường này và thoát khỏi đây. Được rồi, dẫn đường đi. Hey!
大丈夫か。それより先へ行きましょう。出口はあっちだ。急ごう。
anh ổn chứ? Bằng cách nào đó chúng ta phải nhanh lên. Kazuma Kiryu, tôi hiểu tại sao ông Kayama lại hứng thú với anh như vậy. Và cậu ta rồi sẽ trở thành một con quái vật thực sự vào một ngày nào đấy. Trụ sở chính Tojo đã đến đây và dính mũi vào vấn đề của Kiryu. Nói rằng gia đình Dojima không được phép động vào Kazuma Kiryu. Đó là điều mà công ty địa ốc Tachibana đã làm thưa sếp. Với những áp lực chúng ta đổ lên chúng sẽ không còn chỗ nào để khác ngoài việc chạy tới trụ sở chính của gia tộc. Mọi người đều nhìn thấy được điều đó phải xảy ra. Hình như Kuze và Awano không biết. Nhưng em biết, và em có thể nhìn ra một phần kế hoạch của Tachibana rồi về việc sử dụng Kiryu tiếp theo như thế nào. Tôi hiểu. Anh mệt mỏi khi phải chờ đến lượt mình bởi bị giữ chân lại bởi Kuze và Awano, phải không Shibusawa? Mảnh đất trống đó sẽ là của ông. Và em chính là người sẽ đi giao cái đấy tận tay cho ông, thưa ông chủ. Chúng ta còn phải đứng đây đến lúc nào nữa? Đây là khoảnh khắc đầu tiên tôi cảm nhận được sự nghỉ ngơi nó đã từ rất lâu rồi. Giờ sẽ có một vài kẻ phải bước chậm lại. Hoặc hắn sẽ lại tiếp tục, hoặc nó sẽ không phải lần cuối của hắn. Sau cùng thì tôi là một người đàn ông quá yếu đuối. Nếu mà anh vẫn còn giữ mình chống lại được bọn giang hồ với thể trạng như này thì anh sẽ vẫn ổn thôi. Thật ra tôi chỉ hơi tuyệt vọng thôi. Hãy nói cho tôi biết một điều thôi. Tại sao anh lại trả cả tỷ yên cho người như tôi và yêu cầu chủ tịch của trụ sở chính Tojo thực hiện một đề nghị như vậy? Anh nói anh có tiền và sức mạnh và anh sử dụng nó để chỉ giáo vào gia tộc Tojo. Đó là lý do tại sao anh theo đuổi mảnh đất trống. Vì sao lại thế? Trừ khi anh có một vài động lực nào đó. Và dù có như vậy đi nữa thì tại sao anh lại phải mạo hiểm cái cổ của mình cho mảnh đất trống như thế? Hay là có vài ý nghĩa, thuyết âm mưu nào mà tôi chưa nhìn ra? Đó là một cuộc bí mật trao đổi. Có lẽ anh cứ để tôi để việc ấy như thế đi được chứ? Một cuộc bí mật trao đổi anh không thể kể với nhân viên của mình sao? Những người anh thuê chắc chắn đã bị cắt giảm công việc của họ. Ngay cả việc sống sót cũng là một việc vặt. Đó là lý do tại sao tôi cần người như anh. Và đó là lý do tại sao Kayama-san giới thiệu anh cho tôi. Nhưng chúng ta vẫn chưa tới được gần mảnh đất trống. Vậy bước tiếp theo của chúng ta là gì? Và tôi nên làm gì bây giờ? Có một thông tin mới vào tối qua. Tôi đã xác định được người sở hữu mảnh đất trống đang ở tại Osaka, khu vui chơi Sotenbori. Sotenbori sao? Đúng vậy, nhưng tôi sợ rằng chúng ta không nên tiến hành nó ngay bây giờ, vì đã có một hội ở Sotenbori đã đang theo đuổi việc đó. Vậy ý anh là, đã có một nhóm nào đó đã biết chủ của mảnh đất đó rồi à? Nếu tôi được cá cược, tôi cá là, tôi sẽ nói ai đó ở gia đình Shibusawa. Shibusawa sao? Ông ấy biết à? Nhưng sự rắc rối thực sự còn vượt qua cả Shibusawa. Đó là liên minh Omi cũng bắt đầu tham gia vào nữa.
Liên minh Omi, họ cũng theo đuổi mảnh đất đó á. Đúng vậy, và tôi cũng chả biết động lực nào để họ làm thế. Với chúng ta, Sotenbori còn nguy hiểm hơn cả Kamurocho ngay tại thời điểm bây giờ. Cho đến thời điểm hiện tại, bất cứ hành động nào của chúng ta cũng phải đợi cho đến khi chúng ta rõ tình hình của cả một bức tranh lớn. Điều đó nghe không giống anh chút nào. Là sao? Như lời Oda nói với tôi, trong kinh doanh bất cứ lời đề nghị kinh doanh nào đều sẽ có rủi ro. Có phải đấy là điều anh dạy anh ấy không? Và với thận của anh cũng không thể sống ở châu Á nhỏ lâu được. Còn tôi thì chán phải chạy trốn lòng vòng rồi. Tôi không phải là loại người ngồi và chờ nó diễn ra. Tôi sẽ đến Sotenbori dù anh có muốn tôi làm thế hay là không. Tôi chỉ cần mang chủ sở hữu mảnh đất đó đến Kamurocho là được phải không? Đúng vậy, nhưng tôi sẽ đi với anh ta. Tôi sẽ đi với Kiryu trong vụ này thưa sếp. Bởi vì tình hình ở Sotenbori hơi mờ ám, vì vậy chúng tôi sẽ đến tận đó để hành động. Nếu có ai đó lấy được mảnh đất trống trước chúng ta, thì mọi chuyện chúng ta đang làm sẽ trở thành mây khói. Nếu chúng ta chơi an toàn và chậm rãi, thì chúng ta sẽ lỡ bữa tiệc mất. Anh thỉnh thoảng nói đúng phết đấy, Oda. Vậy bọn anh bất chấp nguy hiểm để đi đúng không? Liệu anh có đi đến tận Sotenbori chấp nhận rủi ro cho chúng tôi chứ, Kiryu? Được. Đây không phải là đề nghị của công ty. Vậy nên nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra, đừng chờ đợi công ty giúp đỡ anh. He, anh vừa mới mua tôi với giá 1 tỷ yên đấy sếp. Tôi nghĩ điều đấy còn hơn cả phần tôi được lĩnh rồi. Vậy hả? Trong trường hợp đó, tôi cũng sẽ lên thuyền. Kiryu, làm ơn hãy chuẩn bị đồ đạc của mình trước khi chúng ta rời khỏi Sotenbori nhé. Tôi sẽ làm thế, thế còn anh? Chúng tôi sẽ trở về châu Á nhỏ. Tôi sẽ sắp xếp với Chen-san cho anh gặp chúng tôi ở chỗ nhà hàng mà chúng ta nói chuyện lúc trước. Oda và tôi sẽ đợi anh ở đó. Dường như người của Dojima đã không còn nhiều ở trên phố. Có vẻ chủ tịch Toyo đã giật dây rồi, như đã hứa. Và đừng quan tâm nhiều nhé, Kiryu-kun. Tôi sẽ không làm thế. Được rồi, gặp anh sau. Không ngờ là chủ của mảnh đất đó lại ở Sotenbori. Mình sẽ rời khỏi Kamurocho lâu đây. Mình phải đảm bảo mình sẵn sàng trước khi rời khỏi đây. May là mình đang gần tòa nhà Sujita. Mình nghĩ mình sẽ làm thêm tiền nữa phòng trường hợp. Và rồi mình sẽ tới nhà hàng Chang để đi khỏi đây. Mong là không có vấn đề gì xảy ra ở châu Á nhỏ vào lúc này.
Này Kiryu, anh sẵn sàng để đi xuống Sotenbori chưa? Không còn công việc gì cần hoàn thành ở đây nữa đúng không? Đi thôi. Thế vào đi, sếp đang đợi bên trong đấy. Tôi mừng là anh đã tới Kiryu. Trước khi chúng ta đến Sotenbori, tôi muốn nói chuyện với anh về chủ của mảnh đất trống đó. Được. Chủ sở hữu của mảnh đất đó đang được chăm sóc bởi một tổ chức liên minh với chúng ta. Và nó là tổ chức gì? Oda sẽ cho anh chi tiết vào một khoảng thời gian khác. Dù sao thì Osaka là sân sau của tổ chức Omi. Nó rất là khó để có thể giấu được ai ở đó quá lâu. Điều tạo nên thành công trong kế hoạch của chúng ta là sự lẳng lặng tìm kiếm người sở hữu mảnh đất trống tại thành phố đó theo cách càng nhanh càng tốt. Anh nói có lý đấy. Vậy tôi và Oda sẽ đi xử lý vụ này đúng không? Đúng vậy. Hai anh là người duy nhất mà tôi có thể tin tưởng vào lúc này. Trước đó, anh hỏi tôi là ý nghĩa của mảnh đất trống đó với tôi là gì? Và anh nói đó là một bí mật trao đổi. Dù sao thì tôi mong là tôi sẽ chia sẻ điều đó với anh sớm thôi. Khi mà anh trở về từ Sotenbori an toàn, hãy cân nhắc lý do đó mà trở về Kamurocho an toàn nhé. Nhận. Vậy anh muốn nói cái gì về người chủ sở hữu đất đó? Cô ta là một người phụ nữ trẻ tuổi. Và cô ấy bị khiếm thị. Cô ấy mất chức năng nhìn. Chủ sở hữu mảnh đất đó, cô gái đó tên là Makoto Makimura.